Chào các bạn, tôi là Minh. Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Hôm nay tôi tiếp tục thực hiện thêm một video về bài tập vẽ Quick Pose nữa. Nếu các bạn nào chưa biết về trang web này, tôi sẽ để lại link bên dưới ha. Hôm nay tôi sẽ thử thay đổi một chút về quy trình luyện tập. Cụ thể là tôi sẽ chọn một vài pose trong thư viện của quickpose.com để tạo thành nhân vật mong muốn. Tức là tôi sẽ dựa vào một pose để thực hiện một bức tranh. Có lẽ nó sẽ khá thú vị ha. Những video trước thì tôi chỉ đơn thuần là chép dáng nhanh nhất có thể thôi. Nhưng video này tôi sẽ tập trung vào phần tỷ lệ nhiều hơn để có thể có một pose chuẩn, rồi sau đó tôi sẽ điều chỉnh trang phục và gương mặt thì có thể tạo ra một nhân vật khác hấp dẫn hơn. Các bạn có thể áp dụng cách này vào việc vẽ tranh hay là truyện tranh. Tại vì truyện tranh thì bạn cũng không thể nào mà biết được cái dáng người của bạn có thể hành động như thế nào, thì bạn cũng phải tham khảo đúng không? Theo tôi được biết thì các họa sĩ cổ điển cũng sử dụng cách này để vẽ các bức tranh của họ. Có điều là họ không có thư viện hình ảnh dáng người như trang web này đâu. Họ phải thuê người mẫu rồi mới vẽ. Rồi sau đó nếu bức tranh có nhiều người á, thì họ sẽ nói với người làm mẫu tạo dáng sao cho phù hợp với ý đồ của ổng. Rồi ổng mới sắp cái dáng nó lên tranh. Nhưng trước khi tôi vẽ thì tôi nghĩ tới nhân vật của mình sắp vẽ sẽ là nam hay nữ. Rồi trang phục sẽ là phong cách gì? Hiện đại hay là cổ trang hay là cổ đại? Bây giờ tôi sẽ tìm những hình ảnh liên quan đến trang phục trước. Cái trang phục này là tôi mường tượng trong đầu nó sẽ đi theo cái hướng nào. Tôi đang khá có hứng thú với phong cách của phim Mad Max của Tom Hardy á, phim mới á. Nên tôi sẽ tìm kiếm một số cái mẫu mà tôi thích để áp vào nhân vật. Sau khi tìm kiếm một hồi thì tôi thấy phong cách của Cyberpunk nó lại đơn giản hơn. Và có vẻ tôi sẽ kết hợp chút với phong cách của Mad Max thì chắc nó sẽ đơn giản hơn. Ok, chúng ta bắt đầu vẽ ha. Tôi chọn 600 giây cỡ 10 phút hình. Tôi phác thảo cái pose đó được tỷ lệ nó tốt nhất, tỷ lệ chuẩn nhất để có thể áp vào nhân vật của mình ha. Tôi chọn pose này ha. Một bộ nam ha. Bộ này nó khá là... cái mẫu nó khá là xấu. Người mẫu á, người mẫu không đẹp lắm. Nhưng mà đơn giản là vì nó... một cái bộ đứng tư thế nó không có bị ửa nghẹo quá như là những cái bộ ballet hay là ngồi hay là co cụm gì đó, như những bức ảnh nghệ thuật. Đây là một cái bộ đứng khá là phổ biến, kiểu như đang đứng tấn công thì các bạn nó sẽ khá thú vị. Rồi để tránh mất thời gian thì tôi timelapse lên 20 lần ha. Tiếp theo là một dáng đứng của nữ. Tiếp theo tôi sẽ vẽ nhân vật nữ. Dáng đứng khá là tự tin ha. Ok, giờ tôi đã xong hai pose ha. Sau khi xong hai pose thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn nhân vật nữ. Tại vì tôi khá là thích nhân vật nữ. Còn nhân vật nam thì dáng đứng cũng được nhưng mà không có nhiều cảm hứng cho tôi lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem hình ảnh tham khảo vào ha. Cách của tôi là tôi bỏ trực tiếp vào trong file luôn. Thì có vẻ nó hơi là rối mắt tí. Nhưng mà để vậy cho nó đỡ phải bật qua bật lại. Màn hình vào ha. Cho nam, cho nữ. Rồi ở bước này tôi sẽ sàng lọc một số những hình mẫu mà có ý tưởng thừa thải ra, như là những cái liên quan đến mấy mắt xóa thì tôi sẽ xóa đi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành áp các chi tiết về trang phục vào nhân vật ha. Ở đây các bạn thấy nó bị nhòe là do trước đó tôi bị mất file, tôi lỡ bấm Ctrl Q nó văng thẳng ra ngoài và nó không có sao. Bó tay. Không sao cái gì hết, đủ hùng đủ bể hết. Bây giờ tôi phải vẽ lại. Cho nên nó hơi mờ một tí, các bạn thông cảm nha.
Khi tôi áp đầu tiên là tôi sẽ áp cái mũ trùm trước, mũ trùm với cái mặt nạ trước. Thông thường khi tôi phác thảo thì tôi thường phác thảo từ khối thân người hoặc là từ các đường chuyển động của thân người trước. Tại vì lúc đó thì nó có thể xác định được hướng chuyển động của cơ thể và cái độ cân bằng của cơ thể. Còn đầu thì tôi sẽ phát sau cùng. Đôi khi tôi sẽ phát dáng đầu trước. Khi mà bắt đầu hoàn thiện bức vẽ thì tôi sẽ bắt đầu từ phần từ trên xuống dưới. Thực sự thì tôi không có rành về vẽ gương mặt lắm, cho nên tôi chọn phương án là mặt nạ để mà che đi. Cái này cũng là một cách ăn gian thôi. Ok, cho nên tôi vẽ con mắt khá là kỹ, tại vì chỉ duy nhất cái đó là có thể biểu hiện ra ngoài thôi, cho biết thông tin của nhân vật, và chắc chắn nó phải là một con mắt của nữ. Ở đây tôi sẽ lấy cái mũ của hình bên phải và kiểu tóc của pose ha. Rồi, tôi bắt đầu đi nét lại cái dáng đứng của nó. Cánh tay ha. Cánh tay thì tôi phải sẽ vẽ tương đối cơ bắp một tí. Rồi, phần áo ngoài thì tôi sẽ lấy giống như cái hình hình bên phải đó. Còn quần thì cũng vậy luôn, đi theo nguyên một bộ. Ở đây tôi sẽ lấy giày của mẫu này nha. Còn cánh tay bên này thì tôi sẽ cho nó đút túi. Rồi, phần chân bên trái thì sẽ giống như phần chân bên phải ha. Ok, vậy là tạm xong những chi tiết cơ bản ha. Bây giờ tôi bắt đầu tôi add những cái chi tiết cụ thể hơn, những chi tiết nhỏ hơn như là da nịt nha. Tôi sẽ add da nịt ha. Khi vẽ da nịt thì tôi sẽ xác định tầm nhìn ha, để tôi biết là nó đang ở trên hay là ở dưới mặt đất. Nếu mà nó ở trên đó thì da nịt từ phần thắt lưng nó sẽ vòng lên một tí để thể hiện cái khối của thân mình. Rồi, sau khi xác định xong cái đường da nịt thì tôi sẽ bắt đầu add chi tiết của da nịt vào. Đĩa quần nè, đây đĩa quần. Tôi nhớ trong Conan cái từ đó. Từ lúc mà Conan ra cái tập đó tôi mới biết cái đó là cái đĩa quần. Khi bé nhìn nịch, ngoài chú ý đến đường tầm mắt, cái độ vòng lên hoặc là vòng xuống của nhìn nịch đó, thì tôi còn chú ý đến độ dày của nó nữa. Bất cứ thứ gì cũng có độ dày. Tôi sẽ thêm nếp nhăn của quần á, để thấy được cái quần đó khá là rộng. Khi vẽ nếp nhăn thì tôi chú ý đến các điểm neo của vải. Các điểm neo giúp cho tôi định hình các nếp nhăn tốt hơn. Xong phần da nịt thì tôi bắt đầu tôi tìm cách thêm chi tiết của cái mũ trùm. Có vẻ tôi sẽ thêm cái miếng vải trước ngực cho mũ trùm. Hình như nó không được ổn lắm, cho nên tôi sẽ xóa nó ha. Để như cũ thì có vẻ ổn hơn. Giờ tôi sẽ thêm chi tiết của cánh tay ha. Cánh tay nó sẽ đeo một cái băng. Băng gì tôi không biết nữa. Tôi thấy giống cái mẫu bên kia, nên tôi thêm vào. Rồi tôi sẽ bắt đầu vẽ bàn tay, cho nó cầm một cái gì đó. Tôi nghĩ là nó sẽ cầm một thanh đao hay thanh gươm gì đó. Kiểu nổi loạn, kiểu dân nổi dậy. Ok, tôi nghĩ một cái dao bấm thì có vẻ hợp hơn.
nếu mà thành đau thì nó sẽ không hợp với cái concept này. Rồi tôi sẽ thêm chi tiết cho tay bên phải, sẽ quấn băng. Và tôi nghĩ là cái thanh dao này nó sẽ buộc vào tay. Không biết vẽ vậy có rõ không nữa. Cho nên tôi sẽ thêm hai cọng dây, vẽ như là nó đang buộc vào tay. Có vẻ không hiệu quả lắm, mà thôi kệ. Lúc vẽ cánh tay quấn băng thì tôi cũng chú ý đến đường chân trời ha, để nó vòng lên một tí, để cảm giác nó nằm phía trên. Rồi, thêm một chút chi tiết cho nó lặp lại cái chi tiết của dây nịt ha. Chả biết băng nó làm gì nữa. Rồi bắt đầu thêm chi tiết của dây nịt. Thêm lỗ, thêm chỉ nè. Vẽ không kỹ lắm ha. Nếu mà qua phần bên tô màu thì sẽ vẽ kỹ hơn. Ở đây thêm cái đĩa quần, cái đĩa dây nịt chứ. Cái nó hơi khác một tí. Nên là bốn cái thì giống nhau được. Ở đây thiếu một cái khóa và đĩa. Rồi tôi quyết định thêm một cái áo chẽn giữa phần dây nịt và phần thắt lưng để mà cho nó không bị cấn nè, giống như của Furiosa. Thì khi bạn muốn dây nịt như vậy thì nó sẽ bị cấn, lúc mà bạn cúi xuống này kia thì sẽ rất là đau, đâm vào thân mình. Rồi nếp nhăn của áo thun. Bây giờ tôi sẽ render một tí, mèo mắt kỹ ra một chút. Tôi sẽ bôi mực cho nó đen, mực hơi đen một chút. Tôi sẽ sửa phần mái tóc một tí. Rồi tôi bắt đầu render về thân mình. Tôi lên sơ vì không có thời gian nhiều, video này cũng dài lắm rồi. Vậy là tôi đã hoàn thành bản phác thảo cho nhân vật của tôi. Đây là lần đầu tôi áp dụng Quick Pose vào một sản phẩm cụ thể. Nếu các bạn thấy thích thì cho tôi một like, nếu quan tâm thì ấn theo dõi kênh. Và tôi dự định sắp tới vào các thứ tư hàng tuần, tôi sẽ up các video full time các bài tập Quick Pose mà tôi vẽ hàng ngày. Nếu các bạn có thời gian thì có thể vừa xem video vừa luyện tập nha. Tôi sẽ không nói làm nhảm các video đó đâu. Nên các bạn cứ yên tâm mà tập trung vẽ thôi. Một làm nhảm là sẽ dành cho ngày thứ bảy. Hy vọng chúng ta sẽ cùng tiến bộ hơn. Chào ha.